Bà con đang theo dõi bản tin thị trường phân bón và lúa gạo. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Hôm nay ngày 18 tháng 2, thưa bà con, tiếp tục là các thông tin mới nhất về thị trường phân bón tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, cập nhật mới nhất từ trang điện tử thị trường phân bón.com, hiện giá bán lẻ các mặt hàng phân bón tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Thế nhưng điều bất ngờ đó chính là thị trường giao dịch chậm. Trong khi đó, ngày hôm nay, giá lúa tươi bất ngờ tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng trên 1 ký tùy theo chủng loại. Các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ và Đồng Tháp, giá lúa tươi bình ổn, thị trường giao dịch sôi động. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa bà con, như vậy là giá phân bán lẻ tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Thế nhưng do đang cuối vụ nên nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa có đột biến, thị trường giao dịch chậm. Ở một số tỉnh, bà con bắt đầu vụ hè thu sớm nhưng vẫn chưa nhiều. Các mặt hàng phân ure, phân DAP nguồn cung khá dồi dào nên giá sẽ được điều chỉnh lại theo chiều hướng đi ngang. Chi tiết mời bà con tham khảo. Phân ure Phú Mỹ giá từ 530.000 đồng đến 565.000 đồng trên một bao. Phân ure Cà Mau giá từ 550.000 đồng đến 570.000 đồng trên một bao. Phân ure Bình Điền giá từ 540.000 đồng đến 560.000 đồng trên một bao. Phân ure Indo Hạt Đục giá từ 550.000 đồng đến 580.000 đồng trên một bao. Phân ure Hà Bắc giá dao động từ 530.000 đồng đến 560.000 đồng trên một bao. Phân ure Trung Quốc giá từ 550.000 đồng đến 575.000 đồng trên một bao. DAP Lào Cai giá từ 850.000 đồng đến 890.000 đồng trên một bao. DAP Hàn Quốc giá dao động từ 1.350.000 đồng đến 1.440.000 đồng trên một bao. DAP Đình Vũ giá từ 840.000 đồng đến 850.000 đồng trên một bao. DAP Hồng Hà giá từ 1.250.000 đồng đến 1.345.000 đồng trên một bao. DAP Đức Giang giá từ 855.000 đồng đến 900.000 đồng trên một bao. Tiếp theo là giá phân bán lẻ kali các loại. Thưa bà con, ngày hôm nay cập nhật tại một số khu vực An Giang, Đồng Tháp và Long An, giá bán lẻ tiếp tục đi ngang và chững lại ở mức cao. Nhận định thì giá sẽ tiếp tục được duy trì cho đến hết tháng 2 năm 2023. Cụ thể như sau, mời bà con tham khảo. Kali Cà Mau giá từ 750.000 đồng đến 775.000 đồng trên một bao. Kali Phú Mỹ giá từ 740.000 đồng đến 770.000 đồng trên một bao. Kali Canada giá dao động từ 730.000 đồng đến 775.000 đồng trên một bao. Kali Belarus bột giá từ 730.000 đồng đến 750.000 đồng trên một bao. Kali Israel giá từ 810.000 đồng đến 850.000 đồng trên một bao. Phần cuối là giá bán lẻ phân NPK. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau giá từ 780.000 đồng đến 830.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật giá từ 750.000 đồng đến 780.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Bình Điền giá dao động từ 790.000 đồng đến 840.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Hàn Quốc giá từ 650.000 đồng đến 705.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 Ba Con Cò giá từ 1.170.000 đồng đến 1.190.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu giá dao động từ 1.070.000 đồng đến 1.090.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 Bình Điền giá từ 1.020.000 đồng đến 1.050.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 Sông Danh giá từ 1.060.000 đồng đến 1.100.000 đồng trên một bao. Phân Lân Lâm Thao giá từ 260.000 đồng đến 280.000 đồng trên một bao. Phân Lân Lộc Điền giá từ 270.000 đồng đến 290.000 đồng trên một bao. Super Lân giá dao động từ 230.000 đồng đến 280.000 đồng trên một bao. Lân Văn Điển giá từ 250.000 đồng đến 290.000 đồng trên một bao. Theo nhận định của các chuyên gia thị trường phân bón, giá bán lẻ trong nước và tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được duy trì ổn định cho đến hết tháng 2, thậm chí là đến giữa tháng 3 năm 2023. Tiếp theo là thông tin về lúa gạo. Thưa bà con, hiện các tỉnh bắt đầu thu hoạch rộ lúa đông xuân. Thế nhưng một điều đáng mừng chính là giá lúa tươi vẫn được bình ổn và neo ở mức khá cao, thậm chí là tăng nhẹ ở một số chủng loại và tại một số đồng đang thu hoạch. Cập nhật nhanh ngày hôm nay, một số chủng loại như đài thơm, lúa RVT và lúa OM bất ngờ tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng trên một ký. Chi tiết mời bà con tham khảo. Giá cập nhật tại khu vực Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng. OM 18 giá từ 6.900 đến 7.000 đồng trên một ký. Đài thơm 8 giá từ 6.900 đến 7.100 đồng trên một ký. XT 24 giá dao động từ 7.200 đến 7.400 đồng trên một ký. Lúa XT 25 giá từ 7.300 đến 7.600 đồng trên một ký. IR 50404 giá từ 6.300 đến 6.450 đồng trên một ký.
Trong khi đó, tại An Giang và Đồng Tháp, tùy theo đồng mà mức giá khác nhau và có mức chênh lệch từ 100 đến 250 đồng trên một ký. Nhưng nhìn chung ngày hôm nay, giá lúa ổn định và neo ở mức cao, thị trường sôi động. DS1 giá từ 7.600 đến 7.700 đồng trên một ký. Lúa RVT giá từ 7.100 đến 7.500 đồng trên một ký. Jasmine giá dao động từ 6.750 đồng đến 6.950 đồng trên một ký. OM380 giá từ 6.200 đến 6.300 đồng trên một ký. Lúa Tài Nguyên giá từ 6.750 đồng đến 7.000 đồng trên một ký. Nếp tươi An Giang giá từ 7.000 đến 7.200 đồng trên một ký. Nếp Long An tươi giá từ 7.300 đến 7.500 đồng trên một ký. Nàng Hoa Chính giá dao động từ 6.650 đồng đến 6.800 đồng trên một ký. Theo các thương lái, hôm nay nguồn gạo nguyên liệu về ổn định, các kho hỏi mua nhiều, giá gạo neo ở mức cao, thị trường lúa ổn định, giá lúa IR50404, lúa Đài Thơm 8 và OM18 tăng nhẹ tại một số đồng. Bên cạnh đó, diện tích lúa thu hoạch sẽ bắt đầu rộ từ nay đến cuối tháng 2 và đến giữa tháng 3 năm 2023. Do vậy, giá sẽ có sự điều chỉnh. Song nhận định sẽ không biến động quá nhiều và giá vẫn được neo ở mức cao. Thông tin thị trường lúa gạo và phân bón do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện. Bà con đừng quên đăng ký kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác của công ty để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.